Em thích người bạn gái hiền nhưng mà có chút đanh đá tí, tại vì em cũng xéo sắc và lý lắc. Đã từng đi ship một ly trà sữa từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh, mình di chuyển 350 cây chỉ để mua mỗi một ly trà sữa. Em tên là Phan Quỳnh Tĩnh, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại công việc của em là thầy thi riêng cho giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê đâu Tĩnh? Dạ quê em ở Long An. Em làm ở Tân Bình ạ. Bây giờ mời đàn gái mình giới thiệu về bản thân. Em tên đầy đủ là Du Ngọc Cẩm Thúy. Em 32 tuổi. Em quê ở Tiền Giang. Hiện em đang sống và làm việc ở quận 7 ạ. Quận 7 em ở khu vực nào vậy em ơi? Em ở đoạn gần Lotte Mart đó anh. Chỗ đó gần gần anh em ơi. Anh ở đâu ạ? Anh ở Tân Bình nhưng mà chỉ cần em gọi là anh sẽ xuất hiện rồi. Dạ. Anh ơi, nếu mà khoảng ví dụ như 11 giờ tối em đói bụng em gọi anh có xuất hiện không ạ? Có em ơi, nhưng mà anh sẽ order trước mà cái món của em thích, tại vì anh sẽ đón được tâm lý phụ nữ em ơi. Dạ. Quá hay luôn. Cảm ơn anh trước ạ. Anh Tính, anh nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi nè. Trước tiên thì em xin kể khuyết điểm trước đi. Em thì chỉ không biết rửa chén thôi. Rồi thường thường thì mình rửa xong thì nó không bể thì nó cũng mẻ. Không sao đâu, anh nấu ăn đi, em rửa chén cho. Anh thì nấu ăn thì hơi bị ngon đó em ơi. Dạ. Nhưng mà anh ít khi nấu lắm. Cái sự kiện quan trọng thì lúc đó anh sẽ đích thân xuống bếp. Ưu điểm của em thì không hút thuốc, không uống rượu. Có một cái sở thích là đam mê xe phân khối lớn thôi. Còn đàn gái thì sao? Ưu điểm của em là hiền ạ. Chỉ có giữ những lúc cần giữ thôi ạ. Em ít nói. Nếu mà người nào em yêu thương, quan tâm thì em nói rất là nhiều ạ. Anh có ngại người nói nhiều không ạ? Không em ơi. Anh rất thích là người nói nhiều. Tại vì anh cũng là người nói nhiều. Em nói nhiều khi em không tự kềm chế được bản thân em luôn á anh ơi. Không sao, anh kiểm soát được em. Tại vì trong đội anh là được phân công là kiểm soát ạ. Dạ. Khuyết điểm thì em nghĩ em cũng có khá nhiều khuyết điểm. Trầm tính, ít nói. Và nếu mà em giận ai thì em giận tương đối là lâu. Tại vì em ghim trong lòng lâu lắm. Em tương đối cầu toàn. Em cũng hay chú ý đến tiểu tiết. Không có sạch sẽ, gọn gàng thì thường em cũng không thích lắm ạ. Tình trường thì sao? Em có 2 mối tình. Tình thời sinh viên, tụi em yêu xa. Còn mối tình thứ hai thì em quen lúc em đi làm. Tụi em quen được khoảng hơn 2 năm. Thì có về nhà em, nhưng mà về cách sống của hai nhà nó không có hợp cho lắm. Thế là tụi em đi đến quyết định là tụi em kết thúc mối quan hệ. Hiện tại thì tụi em vẫn là bạn bè với nhau. Bạn em cũng rất là quan tâm, lâu lâu cũng hỏi thăm về em. Sao em vẫn ế hoài vậy? Bạn em đã kết hôn rồi. Dạ. Cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Anh Tính ơi, tức là bên đàn gái cổ với người yêu cũ vẫn là bạn tốt thì anh có ngại không? Không chị ơi. Đường tình trường của Tính sao? Tính đến thời điểm này thì em mới trải qua được có 3 mối tình anh ơi. Dạ, mới qua ha. Mối tình gần đây nhất là chia tay cách đây cũng 3 năm rồi anh. Và do công việc của em là thường xuyên đi công tác nên không có thời gian chăm sóc cho bạn. Hiện tại thì em đã sắp xếp được công việc nó ổn. Nói chung là cũng dễ làm giờ hành chánh thôi anh. Tức là do công việc của em nó không ổn định, em đi tới lui, đi công tác nhiều. Thiếu chăm sóc người ta đúng không? Thiếu quan tâm đúng không? Dạ. Sắp tới em muốn có một mối tình như thế nào? Em thích người bạn gái hiền nhưng mà có chút đanh đá một tí, tại vì em cũng xéo sắc và lý lắc. Sao mâu thuẫn vậy? Như vậy nó mới tạo ra được hương vị cuộc sống. Em thích một người một mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thân hình thì đồng hồ cát được rồi chị. Cao thì nói chung là một bước là leo lên xe được rồi chị, chứ đừng có phải thủ thế lúng đúng rồi. 1 mét. Yên tâm, bên này bước một cái là lên liền ha. Tại vì em cũng thuộc là tiếp người lãng mạn nên em rất thích người phụ nữ có tính lãng mạn. Cái việc mà lãng mạn nhất từ trước tới giờ em làm là gì? Trước kia thì em cũng đã từng đi ship một ly trà sữa từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh. Mình di chuyển 350 cây chỉ để mua mỗi một ly trà sữa. Thì về cái sữa với trà nó còn không? Dạ còn anh, còn nguyên luôn, tại vì em bảo quản kỹ lắm. Trời ơi. Hương vị là không thay đổi. Em đam mê mô tô? Dạ đúng rồi. Đam mê nhiều không? Tại chị biết có những nữ mê gái nhiều hơn mê xe chị. Em đang có một chiếc mô tô nào riêng cho mình không? Dạ có chị, 2 chiếc. Đang đi hạt lây chị. Trời, chơi tới hạt lây luôn hả? Em rất muốn là bạn nữ sẽ đồng hành cùng với em. Tại vì câu lạc bộ em hay đi tổ chức đi thiện nguyện lắm. Giờ người ta tổ chức đi thiện nguyện, đi mô tô. Mình đi được không? Được chị, em không có ngại. Em có thích không? Có, em cũng có tham gia công tác xã hội. 2-3 tháng thì bên hội có tổ chức thì em cũng có đi. Nhưng mà được. Em chưa đi mô tô bao giờ anh à.
Đi đi không em. Sao đi em ơi, em về với anh là em sẽ ngày nào em cũng được đi á. À, rồi điểm này em không thích ở phụ nữ. Càm ràm thì ngay á. Em thích bạn gái em sửa soạn hay là? Dạ có, sửa soạn là đẹp mà. À. Bà xã đẹp thì ông xã cũng được thơm lây. Ừ, đúng 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 đúng. Không ăn mặc lè lẹt giống như két á. Xanh xanh đỏ vàng tím. Rồi tóc tai rồi sao? Tóc tai thì nó không nhuộm những màu sặc sỡ được rồi. Ví dụ như vàng nâu thì ok nè. Ok. Từ nãy tới giờ nghe ảnh nói là cũng hiểu ảnh là một người rất là vui tính ha. Thẳng thắn ha. Dạ. Đam mê xe. Em chào anh ạ. Chào em gái. Những cái người mê xe là họ thích đi hụt lắm á. Dạ em biết ạ. Họ đi suốt vậy đó. Em chịu nổi không? Dạ em thấy bình thường ạ. Nói chứ trong cuộc sống thì cũng phải đam mê điều gì đó. Nếu người đàn ông đam mê xe thì họ quên đam mê người khác. Cái này cũng là một cái ưu điểm ha. Dạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Em chỉ cần người nói chung là cao khoảng 1m70, khỏe khoắn, nhìn cũng dễ nhìn, sạch sẽ. Em thích người bản lĩnh, thích về kinh doanh. Em không thích người ích kỷ, không thích người khóc. Con trai đôi khi cũng yếu đuối lắm em. Dạ nhưng mà thỉnh thoảng nếu mà có một cái vấn đề gì đó thì được. Chứ còn bình thường thì em không thích. Rồi, em có đủ đáp ứng nhu cầu nãy giờ đưa ra không? Dạ có anh. Khóc nhưng mà những giọt nước mắt hạnh phúc thì sao em? Dạ cái đó thì có thể em có sẽ khóc cùng anh ạ. À được. Anh chào em. Em chào anh ạ. Em có món quà muốn tặng anh ạ. Anh có món quà muốn tặng em. Cảm ơn thì anh ạ. Anh hy vọng rằng trong những cái chuyến đi thiện nguyện sắp tới sẽ có em đi cùng và cũng sẽ là một người bạn đồng hành cùng anh đi đến suốt quãng đường đời còn lại. Dạ. Đúng rồi. Thường em rất là thích đọc sách thì em tặng anh sách. Em có thể đi xem. Mới lần đầu tiên gặp bạn gái tặng cái nó mạo hiểm. Là hiểu đam mê như thế nào rồi. À anh có thể nói trước đi ạ. Em cũng biết về sở thích của anh như vậy thì em nghĩ thế nào? Tại vì em không, nó không phải là đam mê của em. Nhưng mà với vấn đề mẹ đi chơi, đi phượt thì em có thích ạ. Trước giờ em đã đi phượt những đâu rồi? Em thì không có đi phượt nhiều. Nhưng mà hầu như ở Việt Nam em đi rồi. Là em đi theo tour thôi. Hoặc là em đi với bạn bè thôi. Còn nếu mà đi phượt thì em đi Tài Năng Phan Dũng. Hoặc là em thích đi leo núi vậy. À vậy dạ. Anh thì anh đã đi xuyên Việt nhiều lần rồi. Dạ. Thì anh cũng có hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới thì sẽ có người bạn đồng hành là em. Không phải là những chuyến đi không đâu. Em thích đồng hành. Em không có quan điểm là em tìm chồng. Thích em có bạn đồng hành trong cuộc sống. Công việc của anh là như vậy thì em có ngại không? Dạ không, em không ngại ạ. Thường thì anh làm việc anh có về trễ lắm không? Không em, anh về làm giờ hành chánh. Đôi khi thôi chứ không phải là ngày nào cũng về trễ. Em làm kế toán thì công việc của em á, có những lúc em rất là bận. Thì nó anh cảm thấy nó có ảnh hưởng gì không? Anh hiểu ngày công việc của kế toán mà. Dạ. Em có lớn hơn anh khoảng 1-2 tuổi thì anh có ngại vấn đề đó không ạ? Tuổi tác, tuổi không quan trọng, quan trọng là trong bao nhiêu tuổi. Dạ. Quan trọng là trong bao nhiêu tuổi. Dạ. Anh có mong muốn người phụ nữ của anh sẽ như thế nào không ạ? Quan trọng về tình yêu là mình cần có sự chung thủy, thấu hiểu, chia sẻ. Còn em thì tính em rất là mèo nheo. Em mà có người yêu á, người yêu em khổ lắm, đi đâu em cũng đòi đi theo á. Em cứ thích anh đi kè kè với anh à. Có người để đi theo mà em. Em thích nấu ăn, thích quan tâm người khác. Em thích cuộc sống gia đình. Thôi thì bây giờ mình là văn nghệ đi ha. Để thay đổi chút không khí nè. Tính. Bài hát được mang tên là Yêu Phải Nói. Một người khi yêu, khi biết yêu một ai, từng đêm suy nghĩ, nhớ từng ly từng tí. Vì yêu người ấy, để rồi mơ mộng mãi. Vì yêu chưa nói, nói sợ em từ chối. Mà yêu chẳng nói, sẽ càng đau người hơi. Thì thôi hay nói, anh đã yêu em rồi. Hay quá. Chân thật với nút bấm của mình các bạn nhé. Chúc cho hai bạn sẽ dắt tay nhau ra về. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bấm nút nha. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Ồ. Rồi. Mời bạn. Hãy nắm tay nhau và hứa với gia đình hai bên, trước mặt bố cô và quý vị khán giả cũng như MC, thì em hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc
bảo vệ chở che cho bé Thúy đến suốt cuộc đời và sẽ không để cho em nó phải chịu bất cứ một sự tổn thương hay thiệt thòi nào dù chỉ là nhỏ nhất. Hay quá, tuyệt vời. Hãy làm nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là hôn, đặt nụ hôn đầu tiên. Mình dễ thương.